bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi người ơi. Đây nè, quá ngon quá đã, tuyệt vời. Bánh mì thì phải có pate, còn đàn ông á thì phải có máu dê trong người. Ờ em phải đàn ông nha, đây phải đàn ông nè. Tao giả cho mặt mày, mày chỉ ai mới chỉ ai? Chị đàn ông. Đây. Rồi, hello mọi người. Hi hi hi. Vân và lời nói đầu tiên xin cho và đế phụ Đô Phương và bé. Rồi cắt luôn. Rồi. Im luôn cả. Bảo Nhi. Và người giấu tên Ngọc Nhi. Đó, gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương tới tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Cái Viên Chiên. Câu nói thứ ngàn thứ một ngàn lần rồi. Đó, thì hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần thì em sẽ dẫn mấy đứa con gái của em, mấy đứa em gái của em không đi ăn lẩu. Con trai. Đúng. Con trai. Con trai. Ok, trời ơi. Trời ơi. Rồi. Mấy đứa con trai của em. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, em dẫn mấy đứa em trai, con trai của em được chưa bà nội? Rồi đố Yến nha. Hôm nay chị sẽ dẫn em đi ăn cái món gì, chị sẽ gợi ý nè. Ăn em. Tao giả vô mặt mày, tao ăn ba mày, tự nhiên tao ăn mày làm chi? Quên hả? Ăn lẩu heo. Ê. Làm gì có lẩu heo. Tao cho bạn guốc bây giờ thôi, xích vô kìa, cho xe qua, xích vô cho xe qua. Thôi là không làm mất thời gian quý vị nữa. Thì hiện tại tụi em đang có mặt tại 713 Tạ Quang Bụ, phường 4, quận 8. Chính xác. Thì bây giờ là em sẽ dẫn mấy đứa con gái của em ghé qua con quán trai. Mấy đứa con trai má khó khăn quá. Qua quán dê cụ. Từ từ xe Lâm ơi. Đó, hôm nay là bây giờ đi qua đường nha mọi người nha. Quán là dê cụ 75 nha. Có nghĩa là chủ quán này không phải 75 tuổi. Chủ quán này thích dê cho nên đặt là dê cụ 75. Sao để số 75, 75 là con dê đó. Con dê hả chị? Con dê lớn, dê cụ là số 75 đó. Em gọi đây ông xã. Em là nhân viên ở đây đúng không? Thì hôm nay là tình cờ tụi chị có một cái dịp đi ăn cuối tuần á. Thì không biết quán mình có những món gì mà ngon và đặc biệt nhất em có thể giới thiệu không? Dê phay với lại... Dê phay hả? À dê phay, dê phay có nghĩa là dê hai phay đúng không? Là giống như em với chị á. Là con dê đó giống như là không phải trai, không phải gái như là tụi em đúng không? Là dê phay. Đúng không? Đó là món dê... Dê phay có nghĩa là... Dê ở trong trái dừa. À có nghĩa là trái dừa có con dê. Dê chặt nhỏ ra bỏ nhét của trái dừa. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi vậy đi. Đúng không? Đúng không? Thôi bây giờ anh làm cho em mấy cái món mà lạ lạ mà hấp dẫn mà ngon ngon đó. Anh cứ để lên cho em hết đi. Anh nói là bộ đội ăn nhanh nha. Chứ lấy cho em một cái lẩu cộng tươi. Tại con gái của em thích ăn cái lẩu cộng tươi. Còn cái lẩu cộng su cho con nhỏ này ăn. Cộng su. Cho nó ăn cộng hung quá. Chứ ăn gì? Ăn cái gì? Ăn gì cũng được hả? Ăn ảnh đi ha. Kệ nó rồi ăn anh kìa. Ăn sắm hối đi mẹ. Rồi, ăn sắm hối hoài. Chán với sợ nhà có mấy chị em mà cứ ăn ăn sắm hối hoài. Anh ơi bông hồng nè. Ngọc Nhi tặng anh đó. Rồi lên đồ ăn game nha. Không có ok ông xã. Đó thì bây giờ là tụi em đang có mặt tại quán dê cụ 75 đường Đạo Quang Bủ nha. Thì hôm nay cuối tuần em sẽ dẫn mấy đứa em gái, mấy đứa con gái của em đến quán để mình ăn vui vẻ cuối tuần ngày chủ nhật đó mọi người. Thì khoan. Hôm nay ai trả tiền à? Hôm nay trả tiền thì mình sẽ chơi rút tâm trúng thưởng, bóc điện thoại. Ê, kêu ai vô bóc đi nha mẹ. Đúng rồi, kêu nhân viên bóc. Để gì, giấu điện thoại đi, giấu điện thoại đi. Kêu nhân viên không. Bây giờ kêu nhân viên không biết đâu. Cậu chưa biết được quyền của biết hình. Không phải chúng mình chơi cái trò gì. Phép thuật quyền. Biết hình. Biết hình. Cái gì vậy má? Chữ tú lạ. Đó hôm nay bông quá trời thì tụi em sẽ trinh tặng mọi người bài hát được mang tên bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi người ơi, bông lê cờ vàng bông lụ ơi người ơi, là đôi a đô nàng bông rồi lại mấy bông, là đôi a đô nàng bông rồi lại mấy bông, là bái chửi tụi mình bóng á. Nãy gì một ly, hai ly, ba ly, bốn ly nha chị. Nói chứ bây giờ trong thời gian đồ đợi đồ ăn nha nè mọi người, đợi chút xíu nha. Số gì đây, số gì đây, cơ đá mấy cùng mấy gì đây, mong gì đây, mong gì đây.
đi vô rừng cầm cây đôi chân to, bò không đi cái đôi em muốn vô mua con bò đó bò đi vô bắt đầu con dê đi ra 35 con món lẩu dê món thịt dê. Kệ tới mày kêu đây mày. Con số chị ra cơ ra mà con mấy con mấy chị ra. Với em anh mãi là người tình trăm năm. Con 75 là con dê bự nha mọi người. Con dê lớn á. Ngân Ngọc Nhi kêu luôn số 5. Số 5 biết kêu. Bầu trời. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay. Nhiều hơn những gì mình đang có. Một lần đã trở về anh ơi. Với anh em mãi là người tình trăm năm đi 35. Con số 5 đi, 35 rồi. 35. Thì ngày hôm nay em đã hát hết số 5 rồi. Thì bây giờ là món dê nha mọi người nha. Dê này dê gì vậy? Dê gì có đầu bắp nè. Mi giúp ăn đầu bắp đi. Hãy gần có chào gần đầu bắp đi. Mở chén lên, mở chén lên, mở chén lên, mở chén lên. Chắc chắn là món chủ yếu của quán sẽ là món thịt dê nha mọi người nha. Thì đây sẽ là một cái địa chỉ mới cho các mọi người. Nếu ai mà có yêu thích món thịt dê thì mọi người đến với Dê Cụ 75. À số mấy của Tàu Quang Bủ? 713 Tàu Quang Bủ, phường 4, quận 8 nha mọi người nha. Thôi bây giờ ăn đi nè. Thôi ăn dễ đi. Xoay. Rồi bây giờ mời cả nhà của mang mọi người nha. Đây vậy? Cái này là phải lẩu cái gì không vậy? Cái này là dê cà ri nguyên tô. Hôm qua con có mang bột bột kho. Bột kho mà ăn cái nữa. Ờ tôi chị biết bánh mì. Tôi chị cho càng cho thỏi không có nha, không có được. Messi. Đồ bánh mì nè mọi người ơi. Đây, món đầu tiên Verdes Vũ Chu Phương ăn đó chính là món cà ri dê. Trời ơi, lâu lắm rồi mới ăn món cà ri dê á. Trời ơi, nhìn nè, bốn món nước chấm luôn nè mọi người ơi. Phải đem mắm ở bệnh đi bé. Đây, cà ri dê là mình phải ăn với bánh mì nha mọi người nha. Lấy thề. Có mấy món gì vậy mẹ? Ngon quá. Ủa, cái muỗng nó có kiểu rồi. Sao cái muỗng hay là không? Dê với dừa. Cái gì cái muỗng hay nhầm? Dạ. Cái muỗng này. Ngon quá. Đây nè. Quá ngon, quá đã. Tuyệt vời. Mỗi lửa mỗi. Ngon quá mọi người ơi. Ủa? Trái dừa à? Trái dừa hả? Ủa này dây phai. Cái chấm với dừa tăng. Giống như mắm này nè, mắm nè. Làm giống như kiểu như giò hủ vậy đó. Nó sợt sợt giống như giò hủ vậy hả? Đu mỡ quá vậy mẹ. Nó gân rồi. Này như là cái giò heo á nha. Ở lộn. Giò dê. Bắp dê. Bắp dê. Dê phai. Mới ăn này không mi? Dê phai hả chị? Dê phai hả chị? Thì cái trong dĩ dê phai mà. Thịt dê rất là dày luôn nha mọi người nha. Trời rất là ngon không đủ ăn. Dê. Thôi nè bây giờ tao đu cục xả kìa bà ổng lo. Thôi nè. Dê. Thôi giỡn giỡn nhỏ nhẹ cái này thiệt. Cái này thiệt nè. Chấm gì tao? Đông khô chị. Đông khô. Cỡ chén. Cái miệng này quá trời. Chỉ sao nó gấp rau của tôi trời. Nãy giờ tập trung chuyên môn quá trời, ăn quá trời ăn. Hello, hello mọi người nha, hôm nay là ví dụ mẹ Phương dẫn đi ăn tất cả các món dê luôn, rất là ngon luôn đó nha mọi người. Ăn nãy giờ mình đã ăn món cà ri dê đúng không mẹ? Cái này là dê nước dừa đúng không? Còn cái này là món gì ta? Dê phay. Xù không ăn phở xả được. Xả để uống thôi. Rất là ngon luôn, món dê này cũng rất là ngon luôn. Chị cái lá mì. Ăn dạ. Xả đi cho xả dê lá mì. Bởi vậy mọi người mà có thích muốn ăn dê thì mọi người hãy đến địa chỉ là 713 Tạ Quang Bủ, phường mấy? Phường 4, quận 8 nha mọi người. Đây là quán dê cụ nha, rất là ngon luôn. Xuất sắc luôn, không biết xuất sắc không mà sao chỉ còn xương vậy mẹ. Còn xương không mà con, nãy giờ mẹ, nãy giờ mẹ làm mẹ giớ ba giớ nè. Trời ơi. Thịt ngon, dê ngon hơn thịt em luôn á. Dê ăn này nó có hứng má, má. Còn ăn má là còn có hứng luôn á má. Ủa sao không hứng? Nhìn cũng ngon chứ bộ. Ngon dữ không? Ủa, ui.
liễn quá vậy. Rồi hello mọi người luôn nha. Thì như thường lệ mọi người đã thấy cái bộ tóc vàng của My rồi. Thì hôm nay tóc đen. Ý là hồi xưa kìa, mấy clip trước là mọi người đã thấy được cái nón bảo hiểm của My là nón bảo hiểm màu vàng. Thì bây giờ My Candy đã mua cái nón bảo hiểm mới là nón bảo hiểm màu đen. Đây là nón bảo hiểm mới của My Candy. Hút đi My. Tóc em thì tóc thiệt nha, chứ không phải cái nón bảo hiểm nha, mà đừng có nghe lời mẹ em. Rồi hôm nay thì em bật mí với mọi người là hôm nay My Candy con gái của em để tóc là giống con người nha mọi người nha. Đó, thường thường để tóc vàng thì muốn lực đực của mọi người ơi. Bây giờ tụi mình vô nè. 1, 2, 3 vô. Nghe bà vô mấy đứa con bên đây này. Ủa? Ý là lịch sự. Lịch sự vậy. Cảm ơn. Bánh mì thì phải có ba tê. Còn đàn ông á thì phải có máu dê trong người. Ờ em phải đàn ông nha. Đây phải đàn ông nè. Tao giả cho mặt mày, mày chỉ ai mới chỉ ai? Chị đàn ông. Đây. Thanh Thanh. Chúc mừng bạn. Là đàn ông phải đánh nền. Mạnh mẽ đi, mạnh mẽ. Mẹ mình có dặn, ba mình có dặn khi mà ra đường mình là đàn ông mà mình phải chứng minh mình là con trai trưởng. Mình là đàn ông mình phải làm cái gì? Mạnh mẽ. Mình phải cố gắng mạnh mẽ được không? Người ta biết mình bê đúng không? Cái khúc mà mạnh mẽ thì bị rất dây áo, rất dây với nha mẹ. Đàn ông sao kìa, có mạnh mẽ. Ủa cái gì vậy? Ê! Có sao không vậy trời? Trời ơi. Trời ơi sợ ghê vậy trời. Chuyện miếng dê cổ họng á. Mạnh mẽ đâu, ta thấy giống bị tật quá trời. Đó thì bây giờ còn món cuối cùng là em đợi món dê quay ra nha mọi người nha. C. Trời ơi nhạc lên quá mẹ bơi quá con ơi. Tao giả vô mặt mình cho tao ăn thương mẹ lắm không phải cho mẹ. Thôi đó ăn đi má bớt thương đi má. Đây mọi người ơi, đây là miếng dê quay đây mọi người. Dê quay mình chấm gì ta? Có nước mắm nè, mắm tôm nè. Bộ này là gì ta? Mẹ chấm hỏi đi mẹ. Chấm hò. Ê, không có chấm hò. Sốt tiêu thôi em chấm này. Thôi chấm than đi mẹ. Thôi em thích chấm này. Mẹ ơi. Chấm bớt đi. Trời giáo ban chấm đi. Im lặng. Mẹ chấm giờ. Cái nước chấm này phải sốt tiêu không? Đúng rồi. Dịu dịu. Ăn đi mẹ. Bút chắc. Bây giờ cho mẹ ăn trước rồi. Cái dê quay nó rất là dai luôn nha mọi người. Đúng rồi. Cái da nó dai nhưng mà ngon. Đúng rồi. Ngon quá. Ăn được rồi mọi người. Rồi hello mọi người nha. Thì như mọi người đã biết thì đây. Đó nhóm tụi em đã không ăn được gì hết mọi người. YouTube liên về mấy cái dĩa YouTube. Đó. Mỗi lần quay đi ăn tụi em mắc cỡ chết luôn này. Thiệt chứ bộ. Không có chừa món gì hết. Đó thì hôm nay là đang có mặt tại quán dê cụ 75 quán. Thì quán của anh Vũ đây tăng 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 tăng. Cuối cùng tụi em cũng đã bắt cóc được đây vì chủ nhân của quán dê cụ 75 nha. Đây là chủ quán nha, hơi bị đẹp trai nha mọi người nha. Thì giờ cho em hỏi anh Vũ là tại sao mà anh có tên quán là dê cụ. Hồi xưa anh dê gái lắm hả anh hay sao anh? Không, hồi trước là anh thì thống nhiều người là anh không có dê gái. Là gái nó dê anh rồi xong cái anh bị gái phản bội quá. Xong cái anh mới tự tìm tới cái niềm vui tiến ra bên đây luôn. Đó mọi người hãy nên học theo anh Vũ. Khi mà chúng ta bị bạn gái phụ tình thì chúng ta không nên quen bạn gái nữa. Chúng ta hãy chuyển qua quen những cái mới lạ như mình. Quen bạn trai. Quen bạn trai đi. Là có nghĩa là bạn trai quen bạn trai. Đúng rồi đó. Quen chi tiết á, chị ngon ghê á. Nói chứ khúc đó cắt giùm em nha mọi người đó. Bởi vì tao đi mỗi lần nó kêu cắt như là để cho Nguyên đâu bao giờ cắt hết chưa. Thực là anh là người gốc miền Trung. Anh là người ở Quảng Ngãi. Thì là khi mà anh đi tiếp khách, anh đi ăn uống ở tại Sài Gòn này đó thì những cái món như hải sản đồ thì nó rất là đơn giản. Nói chung là nó về gia vị rất là nhiều. Dạ. Còn về dê thì nó hơi cầu, không phải là cầu kỳ nhưng mà nó đơn giản thì em biết là nó là chất lượng. Chất lượng. Chất lượng là thịt dê của nó là dê tươi. Dạ đúng rồi. Nó dê tươi. Thì anh kết hợp từ cái miền Trung anh vô tới miền Nam. Dạ. Là ví dụ nước chấm em có thể ăn từ nãy em. Dạ đúng rồi, nước chấm rất là ngon. Nước chấm thì thật chất là anh tự pha chế luôn. Dạ. Và nước muối anh cũng tự pha chế cho đầu bếp. Nói chung là mang cái mới lạ từ mang quê hương của miền Quảng Ngãi, dạ, của mình miền Trung để vào trong miền Nam. Mọi người đừng quên địa chỉ quán nha, em sẽ đọc lên là 713 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8.
dê cụ 75 nha mọi người nha. Đây đắng 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 đắng. Chỗ dê cụ tự nhiên thấy ảnh cái nhìn ảnh tự nhiên em muốn dê ảnh dễ sợ. Dê cái này dê dễ sợ anh chỉ nói kỳ quá trời. Anh nhức đầu quá tí ơi. Anh ơi anh đã có gia đình chưa? Anh nói anh nói thật rồi thì anh cũng chia sẻ thật lòng là anh cũng chưa có gia đình, anh chỉ mới có hai bà vợ và 7 bà nhỏ thôi. Vậy vậy. Là anh hai bà vợ nè, 4 bà nhỏ. Đó đó. Chưa có bà chính đúng không? Chưa có bà chính đó, nhưng mà cái tiêu chí của anh là không có phân biệt giới tính nha, nam nữ cũng được hết. Dạ. Nói chung là đến quán ăn nói bắt quộp của Vũ Thu Phương là mình sẽ được giảm 10% cho mọi người nha, vui vẻ. Cái đó anh thường á. Đấy chứ bây giờ thì cảm ơn Vũ rất là nhiều nha. Okay. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Cô dì chú bác mình đã xem kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Chiên nha. Bye bye. 1, 2, 3, vô. Dạ, trước là chúc sức khỏe mấy anh, thứ hai là cảm ơn mấy anh đã dành thời gian đến ủng hộ quán anh Vũ của tụi em. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều luôn. Hy vọng là trong thời gian sắp tới tụi anh sẽ luôn luôn dành thời gian ưu ái để đến ủng hộ thêm nữa nha. Cảm ơn mấy anh. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Rồi, dạ, vô nha. 1, 2, 3, vô. Nói nghe là Thu Phương có duyên với mấy anh tên Kiên Trần lắm nha. Thiệt chứ bộ. Rồi, chúc cho hai anh sức khỏe nha. Ok, trời đẹp trai quá vậy trời. Chết rồi, em cảm ơn anh mới đúng á.